Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Ẩn Số Thế Giới. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian vừa qua chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu những điều thú vị trong cuộc sống, những mẹo hay. Các mẹ thân mến, các mẹ sẽ phải tiếc hùi hụi vì không biết tác dụng của rau bí, phòng ung thư, tăng miễn dịch và tốt cho xương. Rau bí vậy mà tốt các mẹ ạ. Hôm qua em lên Google để search cách chế biến rau bí thì lại lọt vào một bài báo với tiêu đề rau bí có tác dụng gì. Em thử click vào để xem thì thấy rằng rau bí có quá nhiều công dụng cho sức khỏe. Không chỉ phòng ung thư, hỗ trợ điều trị tiểu đường mà còn có khả năng cải thiện khả năng sinh sản nữa. Phòng ngừa ung thư, trong rau bí có chứa chất kháng viêm, chất chống oxy hóa, diệp lục và các chất như phenolic. Đây đều là những chất ức chế hóa học có khả năng ngăn chặn tế bào ung thư hình thành và phát triển trong cơ thể. Do đó, nó có lên được liệt vào danh sách những thực phẩm có tác dụng phòng ung thư. Với bệnh nhân ung thư, những chất này cũng có khả năng ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư di căn. Cải thiện khả năng sinh sản. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rau bí có tác dụng cải thiện chức năng sinh sản. Đó là nhờ vào trong rau bí có chứa axit oxalic, axit linoleic, vitamin A, ascorbic và tannin. Những chất này có thể cải thiện sức khỏe tinh hoàn, nhờ đó mà số lượng tinh binh ở nam giới tăng lên về số lượng lẫn chất lượng, nên dễ thụ thai hơn. Cải thiện hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch là một yếu tố rất quan trọng trong việc phòng bệnh, nhất là ở thời điểm dịch bệnh đang tràn lan như hiện nay. Do đó, việc cải thiện hệ miễn dịch là vô cùng quan trọng. Trong rau bí nhiều vitamin và khoáng chất nên có tác dụng củng cố hệ miễn dịch, giúp cho hệ thống miễn dịch có thể chống lại xâm nhập của vi khuẩn, virus trong cơ thể. Tăng cường sức khỏe cho xương. Rau bí cũng là một thực phẩm giàu vitamin và phốt pho. Đây là một hai chất cần thiết giúp cho xương và răng chắc khỏe. Nếu mỗi ngày không hấp thụ đủ sẽ khiến cho răng xương bị suy yếu, dễ bị cứng khớp và đau xương loãng xương. Vì vậy mà các chuyên gia khuyên rằng bạn nên ăn rau bí thường xuyên để giúp cho xương luôn khỏe mạnh. Hỗ trợ điều trị tiểu đường. Trong rau bí có chứa ethyl acetalat và polysaccharide, hai chất này có tác dụng phòng bệnh tiểu đường và điều hòa đường huyết. Do đó, người bình thường và bệnh nhân tiểu đường đều nên ăn để phòng bệnh vừa cải thiện tình trạng bệnh. Cải thiện hệ tiêu hóa và phòng táo bón. Không chỉ có tác dụng cho hệ tim mạch mà chất xơ trong rau bí còn có khả năng đẩy nhanh quá trình hoạt động của nhu động ruột. Nhờ đó mà việc tiêu hóa và đại tiện diễn ra dễ dàng hơn, phòng chứng táo bón. Tăng cường sức khỏe tim mạch. Trong rau bí có một lượng lớn chất xơ hóa tan có công dụng giảm cholesterol xấu và axit mật ở ruột non, nhờ đó có thể giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Với những người có vấn đề về tim mạch thì cũng được khuyên là nên ăn nhiều rau bí nhờ vào công dụng này.